Cẩm Tú kính chào quý khán giả đến với chương trình Tin Nhanh 18 giờ được phát vào lúc 18 giờ từ thứ hai đến thứ sáu trên kênh YouTube Truyền hình Bến Tre. Sau đây mời quý khán giả theo dõi những tin tức vừa cập nhật trong ngày 14 tháng 5. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội thông tin trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nam thanh niên tấn công cô gái hàng chục nhát dao. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng tại khu vực đường dẫn ra hồ Đồng Đò, huyện Sóc Sơn. Thời điểm này, một nam thanh niên mặc áo màu trắng đã quật ngã, ghì chặt cô gái mặc đồ màu đen ra giữa đường. Nam thanh niên này sau đó dùng dao tấn công hàng chục nhát dao vào người, mặc cho cô gái kêu la giằng xin. Sau đó, có một người dân từ trong nhà chạy ra can ngăn nhưng bất thành. Nạn nhân đã tử vong với hàng chục nhát dao trên người. Hiện công an huyện Sóc Sơn đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ án. Vụ tai nạn liên hoàn khiến đầu xe container bị bốc cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét. Trong khi đó, các xe trong vụ va chạm bị hư hỏng nặng, khoảng 10 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Cụ thể, khoảng 10 giờ 40 phút, xe container mang biển kiểm soát 60R05894 lưu thông trên đường tỉnh 741 hướng từ thành phố Đồng Xoài về thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe container chạy tới ngã ba giao nhau với đường tỉnh 741 thuộc ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, đã xảy ra va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 61C55407 và một ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát 64A01677 đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến xe container mất lái, tông mạnh vào giải phân cách, tông gãy trụ đèn đường và bốc cháy dữ dội. Trong khi đó, xe tải bị đẩy sang đường đối diện, tông thẳng vào chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B40178. Trên xe lúc này đang chở hơn 20 hành khách, lưu thông theo chiều ngược lại. Sau cú tông, xe tải bị biến dạng hoàn toàn phần đầu, xe khách cũng bị hư hỏng nặng phần đầu. Vụ tai nạn liên hoàn khiến hơn 10 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Phước lập tức điều động 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập tắt đám cháy, hỗ trợ các nạn nhân đi cấp cứu. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Một ô tô tải biển kiểm soát 63H02136 do tài xế Lê Xuân Tài, 25 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình điều khiển lưu thông trên quốc lộ 62 từ hướng thị xã Kiến Tường đi thành phố Tân An, tỉnh Long An. Khi đến đoạn thuộc ấp 2 xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, xe tải va chạm với xe đạp điện do nữ sinh VTDM, 13 tuổi, chở theo bạn là VTNQ, 13 tuổi, cùng ngụ ấp 2 xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An. Vụ tai nạn làm em VTDM tử vong tại chỗ, em VTNQ bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Theo người quen nạn nhân, cả hai đều là học sinh trung học cơ sở xã Mỹ An. Sau giờ tan học, các em đi chung xe đạp điện để về nhà thì gặp nạn. Cảnh sát giao thông công an huyện Thủ Thừa Long An có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, trích xuất camera quanh khu vực để phục vụ điều tra. Lực lượng chức năng huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tổ chức tìm kiếm một cháu bé 6 tuổi bị mất tích sau khi được gửi cho một điểm trông giữ trẻ tại thị trấn Lăng Cô để các cô giáo chăm sóc. Người bị mất tích là cháu LBN, 6 tuổi, con trai của vợ chồng anh LVD và chị NTT, trú tại tổ dân phố Hải Dân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, vào ngày cuối tuần, cháu anh N được gửi cho hai cô giáo đưa về chăm sóc tại một điểm trông giữ trẻ thuộc tổ dân phố Hải Dân. Đến chiều, các cô giáo phát hiện cháu N mất tích nên trình báo chính quyền thị trấn Lăng Cô. Theo người dân địa phương, một số người nhìn thấy một cháu bé đi về hướng biển thuộc khu vực tổ dân phố Hải Dân, cách điểm trông giữ trẻ vài trăm mét. Qua triển khai tìm kiếm ở khu vực bờ biển Lăng Cô, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc dép nghi của nạn nhân tại một bờ cát thuộc tổ dân phố Hải Dân. Các lực lượng địa phương đã tổ chức nhân lực thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn để kiểm tra liên tục, đồng thời dùng lưới quét để dò tìm cháu bé. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kết quả. Công an thành phố Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng công an thành phố Hồ Chí Minh tích cực điều tra làm rõ việc 4 người trong một gia đình thương vong được phát hiện tại khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông. Người chồng tên HNH khoảng 40 tuổi, tổng giám đốc một công ty xuất nhập khẩu được xác định là nghi phạm. Ông H cùng vợ là chị LTMX 35 tuổi, con trai HCH 7 tuổi và con gái HBA 3 tuổi sống tại tầng 4 tòa nhà Sarina 1, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông. Nghe tiếng động mạnh, người dân lại gần kiểm tra thì phát hiện ông H đã tử vong nên trình báo công an.
Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên bé gái 3 tuổi đã tử vong ngay sau đó. Theo một nguồn tin, hiện vợ và con trai 7 tuổi của ông H tạm thời đã qua cơn nguy kịch và đang được các y bác sĩ tích cực điều trị. Qua công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra, lực lượng chức năng xác định ông H có dấu hiệu bị trầm cảm, không phát hiện có dấu hiệu của người lạ vào trong căn hộ. Lượm được quả đạn cối thay vì nộp cho nhà chức trách, anh Trần Đình Hoài ở huyện Vĩnh Linh lại ném xuống đường, gây nổ và tử vong. Ngày 13 tháng 5, anh Trần Đình Hoài, 34 tuổi, trú xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, nhặt được quả đạn cối khi đi bắt cá trên cánh đồng. Anh Hoài mang quả đạn ném xuống mặt đường liên xã, gần ngã ba Hiền Lương. Đạn phát nổ, mảnh vỡ găm vào người khiến anh bị thương và tử vong khi vào bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Tại hiện trường, nhiều vết máu loang lổ trên đường, cá, ốc, dương giải khắp nơi. Công an huyện Vĩnh Linh đang phối hợp với các đơn vị điều tra sự việc. Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ hai nghi phạm là Vi Văn Hương, 56 tuổi và Trần Ngô Trung, 29 tuổi, về tội trộm cắp tài sản tại các công trình shophouse, biệt thự liền kề bỏ hoang. Theo điều tra ban đầu, Hương vốn không có nơi ở cố định, thường sống lang thang. Trung do mâu thuẫn với gia đình nên cũng bỏ nhà đi và gặp Hương tại công trình biệt thự liền kề trên đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Hương nói dối với Trung là mình được chủ thầu giao trông coi các biệt thự nói trên và có thể lấy vật tư để bán. Tin lời, Hương cả hai đã đập vỡ kính và gỡ các khung cửa nhôm bảo vệ để bán, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Ngày 12 tháng 5, khi đang tiếp tục thực hiện hành vi, Hương và Trung bị công an phường Hòa Minh tuần tra bắt quả tang. Vật chứng thu giữ là búa, tua vít và hàng chục thanh nhôm đã bị tháo rời. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an quận Liên Chiểu thụ lý điều tra. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Diên Thành, huyện Yên Thành xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng tại xóm 3, khiến một người tử vong và hai người khác bị thương nặng. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút. Ông Thuận, sinh năm 1964, trú tại xóm 3, xã Diên Thành, xảy ra mâu thuẫn với ông H, sinh năm 1950, cùng trú tại địa phương. Trong lúc cự cãi, ông Thuận dùng dao đâm ông H tử vong. Hai người khác vào can ngăn cũng bị đối tượng tấn công trọng thương. Sau khi gây án, ông Thuận đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng ở Nghệ An đang truy tìm đối tượng gây án để điều tra làm rõ. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị tổ chức lễ khai trương tàu cao tốc Thăng Long từ Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu, phục vụ nhu cầu đi lại rất lớn của người dân. Tàu cao tốc Thăng Long có chiều dài 77,46m, chiều rộng 9,49m, sức chở đến 1.017 khách, tốc độ đến 35 hải lý/giờ. Mỗi tuần sẽ có 3 chuyến với giá vé dao động từ 615.000 đồng đến 1.100.000 đồng một lượt. Người dân có thể đi trực tiếp từ cảng Sài Gòn Hiệp Phước đến Côn Đảo với thời gian khoảng 4 giờ 30 phút. Tàu có thể thực hiện hành trình trong điều kiện thời tiết gió giật cấp độ 8 vẫn đảm bảo tính ổn định cao, giảm say sóng an toàn cho hành khách. Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã giải cứu thành công vụ bắt cóc đòi tiền chuộc 10 tỷ đồng. Trước đó, Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang tiếp nhận tin báo anh MVC, phó giám đốc công ty tư vấn thiết kế thi công nội ngoại thất tại thành phố Cần Thơ, sau khi đi gặp khách hàng tại huyện Châu Thành A ngày 10 tháng 5 đã bị bắt cóc. Nhóm bắt cóc liên hệ với gia đình anh C đòi tiền chuộc 10 tỷ đồng và gia đình đã chuyển 44 triệu 500 ngàn đồng. Đến 16 giờ chiều, công an đã xác định được đối tượng chủ mưu gây án là hai anh em ruột Nguyễn Hữu Nghĩa, 47 tuổi và Nguyễn Thanh Nguyên, 37 tuổi, cùng ngụ tại xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Cả hai đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, công an đã bắt giữ được Nghĩa tại xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn. Nghĩa khai nhận địa điểm giam giữ con tin là một căn nhà thuộc ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Phát hiện bị bao vây, Nguyễn Thanh Nguyên dùng dao khống chế nạn nhân, đồng thời yêu cầu một ô tô và thả Nghĩa để cả hai dẫn theo con tin bỏ trốn. Lợi dụng Nguyên mất cảnh giác, công an cùng các trinh sát đã ập vào quật ngã, tước hung khí, khống chế thành công Nguyên và giải cứu con tin an toàn. Tại cơ quan công an, nhóm bắt cóc khai nhận nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài. Biết anh C là phó giám đốc, gia đình có điều kiện kinh tế nên bắt cóc đòi tiền chuộc. Ban Chỉ huy quân sự xã Nam Nghĩa phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Đàn tiến hành quỷ nổ thành công quả bom phá nặng khoảng 340 kg, còn nguyên kiếp nổ sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Trước đó, Ban Chỉ huy quân sự xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của anh Lưu Xuân Anh,
Trong lúc sang đất làm vườn, phát hiện một vật thể làm bằng kim loại có hình trụ, nghi giống quả bom tại khu vực C4 đồi Ba Hàng đã nổi lên khỏi mặt đất cách nhà dân khoảng 80m. Ban chỉ huy quân sự đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường, phong tỏa khu vực nghi ngờ có bom, tổ chức canh trực 24/24, không để người và gia súc đến gần, đồng thời báo cáo nhanh đến Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện để nắm bắt và chỉ đạo. Bằng các nghiệp vụ đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ, tổ chức vận chuyển quả bom đến khu vực thao trường bắn huyện Nam Đàn tiến hành tiêu hủy thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Cẩm Tú cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Tin Nhanh 18 giờ. Quý khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh YouTube Truyền hình Bến Tre để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về các tin tức sự kiện trong và ngoài nước. Hẹn gặp lại quý khán giả với những tin tức và sự kiện mới vào 18 giờ ngày mai.